xin chào các bạn. Welcome back to my channel Lubu Life Vlog. Và cái video hôm nay là mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách nào mà mình sẽ làm một cái layout rất là đơn giản để mà mình có thể là đi ra ngoài ha. Thì mình sẽ kẻ chân mày ha. Rồi ok, và cái bước đầu tiên như thế nào thì bây giờ các bạn cùng xem với mình nha. Rồi thì mình làm rất là đơn giản các bạn. Thì những cái dụng cụ là trước khi mình làm á, mình phải ấy tóc lên, cài tóc lên ha. Mình sẽ cài tóc lên để cho nó gọn xíu rồi mình sẽ bắt đầu làm. Đó, cài lên xíu ha. Đó, ok. Rồi thì mình nói chung là mình sẽ làm một cái layout rất là đơn giản thôi các bạn. Và cái điều mình quan tâm nhất là cái kem chống nắng ha. Cái kem chống nắng, tại vì sao? Khi mà các bạn mà đi ra ngoài đó thì bụi nè, rồi nắng rồi đó, thì nó sẽ trực tiếp nó tiếp xúc vào cái da mặt, cho nên mình sẽ xài cái loại chống nắng ha. Đó, thì mình sẽ, thì các bạn có thể là xài những cái loại chống nắng nào các bạn thích ha, nhưng mà mình thì thường mình hay xài cái Nivea với lại cái Sunlay, thì mình chỉ mới xài ở đây thôi các bạn, tại vì mình thấy cái chỉ số chống nắng rất là cao nè, 81 nè, đây là chống nắng cực mạnh luôn. Thì cái này nó thường cái này người ta xài cho dạng là đi biển các bạn thì người ta xài thì nó rất là tốt, nhưng mà mình cũng xài luôn ha, mình sẽ xài cái loại này luôn khi mà mình đi ra ngoài. Cho nên và bây giờ là mình sẽ xịt cái chống nắng lên trước nha các bạn. Thì thường thường những cái người khác á, người ta sẽ có xài cái dưỡng ẩm lên trước á, nhưng mà mình sẽ xài chống nắng luôn. Đó, mình xịt lên ha. Xịt lên trước. Xịt đều ra nha các bạn. Đó, các bạn xịt đều ra. Chấm đều trước rồi bắt đầu mình sẽ tán ra ha. Tán ra cho nó đều. Mình sẽ tán ra cho nó đều hết. Xịt cái càm nữa ha. Thì cái này mình xài sắp hết rồi các bạn, cho nên là thì các bạn tránh mà mình xịt trúng vào cái mắt nha các bạn, tại vì á cái này nó rất là cay ha. Rồi mình nghĩ là cái này là đủ rồi đó. Rồi bắt đầu là mình sẽ tán ra nha. Cái này nó không có rít các bạn, ý là cái kem của nó rất là như là lỏng á, cho các bạn rất là dễ dàng để các bạn trét ra, nó không có bị sệt ha. Đó, thì mình chỉ xài bằng tay thôi. Đó, rất là nhanh ha. Đó, thì cái này nó có chút dầu á các bạn, cái chống nắng này nè, mình cảm thấy là nó có chút dầu á. Tại vì sao? Khi mà cái mặt á thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với lại cái nắng, và nó sẽ không có gì để che chắn hết, cho nên là cái mặt là mình sẽ hay xài chống nắng á. Ví dụ như là cái tay các bạn thì có cái áo hay là kia nó sẽ che, còn cái mặt các bạn cứ chỉ thể là đeo khẩu trang, nhưng mà ha, khi mà các bạn đi qua đi lại đi tới đi lui thì tất nhiên là ánh nắng nó sẽ trực tiếp chiếu vô, cho nên là mình sẽ bảo vệ cái da mặt sẽ bằng kem chống nắng ha. Rồi, rất là nhanh hết các bạn, tại cái này nó không có bị sệt á. Đó, các bạn chỉ cần đó, thì các bạn sẽ dỗ để cho nó thấm vô cái da ha. Đó, thì những cái vùng như là vùng mũi nè, cái vùng mắt nè, đó thì các bạn cũng như là chậm á, cho nó thấm vô ha. Rồi cái phần thứ hai nữa, xong cái phần mình xịt kem chống nắng rồi thì phần thứ hai
mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng, đó là cái chân mày các bạn. Thì bây giờ mình sẽ vẽ chân mày cho các bạn xem nha. Mình vẽ rất là đơn giản. Rồi thì đáng lẽ cái này là mình phải chuốt thật là nhọn nha, thì nó mới dễ vẽ nha. Rồi đây, cái cây của nó thì nhìn có hai thứ như này thôi. Đó rất là đơn giản ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ chân mày phía này nha. Đó thì mình, các bạn sẽ vẽ, tại vì cái chân mày của mình đó, nó đã có cái khung sẵn rồi các bạn, thì mình chỉ vẽ theo cái khung thôi ha. Đó. Đó thì các bạn cứ vẽ theo cái khung. Đó, cái chỗ nào lợt thì các bạn sẽ vẽ vô ha. Mình sẽ chú trọng cái phần đầu chân mày và đuôi chân mày nha. Thì các bạn cứ vẽ đi, các bạn cứ vẽ thoải mái trước đi ha. Đó, các bạn cứ vẽ thoải mái rồi. Đó, chân mày thì các bạn cứ vẽ một cái đường. Nhưng mà chân mày á, các bạn sẽ chỉ vẽ một đường, không có chậm qua chậm lại thì nó sẽ bị dày cái đuôi á các bạn. Cái đuôi thì cái nó mỏng, nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi cái phía này đó, bạn cứ vẽ theo cái chân ha. Cái khung. Rồi cái này các bạn cứ đó, cái đuôi á bôi bớt đi ha. Đó, cái đầu các bạn cũng phải vẽ ra luôn. Đó, cái đầu thì thường nó sẽ cho nó to lên đó các bạn, thì nó sẽ đẹp hơn ha. Nào, các bạn cứ vẽ trước đi, xong rồi chúng mình sẽ chỉnh lại ha. Khi mình vẽ xong bắt đầu mình sẽ chỉnh lại hết luôn. Đó. Ok, và bây giờ mình vẽ xong rồi, bây giờ mình sẽ tán ra cho nó đều ha. Đó thì các bạn cứ tán theo cái chiều mình, nhiều người ta sẽ tán theo cái chiều này, nhưng mà mình sẽ tán theo cái chiều này nó sẽ dễ hơn. Đó, các bạn tán ra. Tán ra để cho những cái nét mà nó dày á, những cái nét hồi nãy mình vẽ nó dày á, nó sẽ được đều ra luôn ha. Đó. Ok. Thì cái này mình chú ý mình tán khúc, cái khúc đầu với lại cái khúc giữa nha. Cái đuôi mình không có tán nha. Đó, các bạn sẽ tán ra là nãy diện nó sẽ mịn ra các bạn. Nhìn cái nét nó sẽ mịn ra, không có coi dạng giờ vón cục nữa. Đó thì mình vẽ cũng là cực kỳ đơn giản thôi, chứ mình không có chăm chú gì cho nó sắc sảo lắm nha. Đó thì bây giờ mình, các bạn xem cái chỗ nào nó lọt thì các bạn sẽ vẽ thêm xíu nữa cho nó đều lại thôi ha. Rồi ok, có lẽ là mình vẽ xong rồi đó các bạn. Đó thì để cho nó sắc hơn thì các bạn chỉ tém thôi, các bạn xài tay bằng tém lại ha, tém cho cái khung á nó vô nếp ha. Đó rồi mình sẽ tém lại cho nó vô nếp thôi ha. Rồi ở trên đây cũng vậy, mình tém lại sơ. Rồi ở đây mình cũng phải tém lại miếng nha, cho nó đừng có bị y như là nó bị tùm lum á. Đó, rồi mình sẽ tém phía này miếng nữa. Thì các bạn tém, các bạn tém rất là cẩn thận xíu nha. Đó. Đó. Đó, cái chân mày vậy là ok rồi các bạn. Đó, mình chỉ vẽ rất là đơn giản thôi. Và cái phần thứ hai mình sẽ bấm lông mi nha.
Lomi thì các bạn sẽ y là nhìn như thế này nè, các bạn cứ ngước lên các bạn nhìn như này ha. Các bạn để thấy trước đi, rồi là ngước lên. Đó, các bạn thấy cong rồi đúng không? Nè. Rồi các bạn để ở giữa, các bạn nhìn lên. Đó, thấy cong rồi đúng không? Thì mình cứ bấm đi ha. Bấm 2-3 lần gì đó. Rồi. Ok rồi đó, thì giờ mình chỉ xong rồi lấy cái mascara để mình đếm lên. Cái mascara này mình mua lâu rồi đó, cho nên là nó hơi bị cứng á, hơi bị vón cục á. Thì bây giờ mình sẽ chảy lên, chảy từ dưới lên thôi ha. Rồi ok, thì khi mà mình chảy xong thì mình hạn chế mình chớp mắt nha các bạn, tại vì nó chưa khô á. Rồi mình sẽ quạt xíu cho nó khô xíu nha. Rồi ok, cái phần tiếp theo nữa và cái phần cuối cùng đây là cái son môi. Thì do cái môi mình rất là khô cho nên là mình với lại mình cũng ít xài môi lắm, thì nói chung khi mà mình ra ngoài mình chỉ đánh cái kem chống nắng nè, dễ chân mày, đó là những cái cơ bản nhất mà mình thường hay làm ha. Nhưng mà hôm nay thì do mình ngồi ở đây mình làm á, mình có thời gian làm thì mình sẽ chút mascara với mình sẽ đánh son môi luôn ha. Chứ thường thường mình chỉ làm hai thứ thôi, cái chân mày với lại cái nền chống nắng là thôi đó, vì lại mình có thể đi ra ngoài rồi. Nhưng mà đó là những cái như là những cái bình thường thôi các bạn, những cái bình thường thôi. Còn ví dụ mình muốn đẹp đẽ hơn, mình muốn đi uống cà phê hay là một cái nơi nào đó vậy, là mình cần phải thêm một xíu son gì đó, thì mình sẽ son môi lên. Thì cái này là mình chỉ son gió, son dưỡng, nhưng mà dưỡng mà có màu á các bạn. Đó, cái màu này rất là tự nhiên, mình sẽ sơn lên. Chứ thường thường là mình cũng sơn những cái màu khác, màu son á, nhưng mà mình nhanh hơn thì mình sẽ xài cái này, mình thích xài những cái gì mình nhanh hơn hơn. Đó, mình sẽ đánh ở trên. Cái này khi đánh các bạn không thấy màu đâu. Đó, các bạn thấy cẩn thận vậy ha. Đó, rồi bắt đầu nó sẽ lên màu nè, đó. Tại cái này là sương gió ha, sương gió cũng là sương dưỡng luôn. Rồi ok, xong rồi đó các bạn, rất là đơn giản, rất là đây là những thứ mà rất là đơn giản mà mình y là mình make up rất là nhanh gọn ha. Đó là layout rất là đơn giản của mình thôi ha. Rồi ok, và cái video đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ là subscribe cái kênh của mình và đón xem những cái video tiếp theo nha. Ok, see you later. Và hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này của mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Đó thì làm như vậy xong rồi đúng không? Thì các bạn sẽ hạ tóc xuống và các bạn có thể làm kiểu gì đó. Rồi các bạn thay đồ ra rồi các bạn đi ra ngoài. Ok, tạm biệt các bạn nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã vì đã xem video của mình. Và nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn hãy vào cái trang YouTube của Lubu Life Vlog để các bạn có thể xem rất là nhiều video ở trong đó mà mình đã chia sẻ với các bạn ha. Ok, see you later. Và hy vọng là các bạn có một ngày rất là tuyệt vời ha. Have a good day to you. See you later.